Thưa quý vị, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc để đáp ứng nhu cầu đọc sách của người dân trong bối cảnh COVID-19. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhiều người dân chủ yếu đến mượn, trả sách, hạn chế ngồi tại chỗ. Theo đó, từ khi mở lại đến nay, ước tính là khoảng 400 lượt bạn đọc một ngày và lượng sách luân chuyển trên 500. Hầu hết bạn đọc sau một thời gian dài đến thư viện đều cảm thấy an toàn và an tâm về công tác phòng chống dịch tại đây. Các đầu sách thì mình thấy thư viện rất là nhiều, những cái nguồn sách khác nhau và rất là phong phú. Thì mình mong chờ rất là lâu để khi thư viện mở cửa trở lại. Thì để an toàn hơn thì mình hạn chế dẫn con tới đây, mà mình tới đổi sách và mượn sách mang về nhà để cho con đọc. Theo lãnh đạo Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, xác định công tác phục vụ bạn đọc là ưu tiên hàng đầu để thu hút người dân đến với thư viện, thì thư viện đã và đang chú trọng đảm bảo môi trường an toàn, sạch sẽ, đồng thời nâng cao chất lượng để phục vụ bạn đọc một cách hiệu quả nhất. Hàng năm là thư viện cũng đều là trang bị thêm cũng như là bổ sung làm mới các cái đầu sách, đó là điều tất nhiên. Hàng năm là không phải những năm nay mà năm nào thư viện cũng phải làm theo quy trình đó. Thứ nhất là đầu sách mới vừa ra này, tái bản, xuất bản, rồi sách mới phát hành và thư viện phải cập nhật ngay. Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng là đơn vị đón đầu về thư viện số so với cả nước. Song song đó, trước nguy cơ bùng phát của COVID-19, thư viện tiếp tục tập trung đẩy mạnh thư viện số, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để có thể phục vụ bạn đọc bất kể thời điểm nào. Theo đó, tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân truy cập miễn phí tại hai trang thư viện điện tử .thuviện.danang.gov.vn và sách điện tử .thuviện.danang.gov.vn để mượn đọc sách điện tử. Cũng thường xuyên là truy cập vào các cái trang điện tử dịch kênh số hóa tài liệu cũng như là các cái trang sách mới ở trên cái trang điện tử để bạn đọc có mà mượn hàng ngày trên cái mạng online đó qua tình hình dịch như hiện nay. Ngoài ra, thư viện cũng đang triển khai nhiều hoạt động nhằm truyền lửa đam mê đọc sách cho người dân thành phố. Trong đó, thư viện tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình hội thi khuyến đọc từ nay đến cuối năm dành cho các em học sinh tại các trường học trên địa bàn.